cái nhà này rời đi, cái nhà này đi xe thôi, nhưng mà ý thức kém, xả rác đầy ra đây không dọn, có thể là về thôi. Mình cũng không hiểu sao mà. Hoang sơ mà các bạn kém như này á, không còn cái sự cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam.